Sáng ngày 6 tháng 1, khinh hạm Bayern của Hải quân Đức đã cập bến Nhà Rồng, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là tàu chiến Đức đầu tiên đến thăm Việt Nam. Trên tàu có 232 thủy thủ. Khinh hạm khởi hành từ quân cảng Wilhelmshaven, vùng hạ Saxony Đức, đến khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, gọi tắt là Indo-Pacific. Toàn bộ hành trình kéo dài 7 tháng và khinh hạm Bayern cũng đã trở thành tàu chiến Đức lần đầu tiên quay lại Biển Đông sau gần 2 thập niên. Trước khi đến thành phố Hồ Chí Minh, tàu Bayern lần lượt đến sừng châu Phi, Pakistan, Úc, đảo Guam của Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore. Các chặng dừng tiếp theo trên hành trình trở về Đức dự kiến sẽ là Sri Lanka và Ấn Độ. Theo Đại sứ quán Đức, chuyến hải trình của khinh hạm tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhấn mạnh hợp phần chính sách an ninh trong định hướng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương do chính phủ liên bang thông qua trong tháng 9 năm 2020, nhằm tăng cường vai trò của Đức với tư cách là một bên tham gia kiến thiết và một đối tác tại khu vực này. Mục tiêu của định hướng là tăng cường các mối quan hệ trong khu vực, đồng thời mở rộng nền tảng cho các mối quan hệ này. Wir sind sehr froh, dass die Fregatte Bayern Ho Chi Minh Stadt besucht. Es ist der erste Besuch eines Schiffes der deutschen Marine in Vietnam. Zum einen ist es Ausdruck der hohen Qualität der Partnerschaft zwischen Vietnam und Deutschland, eine Partnerschaft, die wir weiterentwickeln wollen. Zum anderen zeigt dies auch das Engagement Deutschlands in der Region des Indo-Pazifik. Die Region des Indo-Pazifik wird immer wichtiger für die ganze Welt und deshalb wollen wir uns hier stärker engagieren, mehr Präsenz zeigen und auch mit unseren Partnern intensiver zusammenarbeiten. Ein wichtiger Teil ist der gemeinsame Einsatz für die internationale regelbasierte Ordnung. Und dazu gehört ganz wesentlich natürlich die Ordnung der Meere, der See mit den Prinzipien, die in der Konvention über das Seerecht der Vereinten Nationen verankert sind. Trước khi đi qua khu vực Biển Đông, trong thời gian gần một tháng, khinh hạm đã tham gia giám sát việc thi hành các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ngày càng trở thành trung tâm trọng lực về chính trị và kinh tế. Trong những năm tới, khu vực này sẽ có ảnh hưởng quyết định tới việc định hướng trật tự quốc tế. Chính vì vậy, định hướng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương không chỉ giới hạn ở các thách thức liên quan đến chính sách an ninh, mà còn đặt ra các trọng tâm khác như đa dạng hóa các đối tác kinh tế, cũng như tăng cường luật pháp quốc tế, hợp tác đa phương trong lĩnh vực bảo vệ khí hậu và hợp tác an ninh trong khu vực. Ngày 1 tháng 8 năm 2021, nước Đức đã gia nhập Hiệp định Hợp tác khu vực về chống cướp biển và cướp có vũ trang nhằm vào tàu thuyền tại châu Á, gọi tắt là RECAP. Chuyến thăm của khinh hạm Bayern tại thành phố Hồ Chí Minh là một minh chứng tiếp cho mối quan hệ đối tác chiến lược sôi động giữa Đức và Việt Nam. Dự kiến chuyến thăm thành phố Hồ Chí Minh của khinh hạm Đức bắt đầu từ ngày 6 tháng 1 và kết thúc ngày 9 tháng 1. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về flo@phapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.